Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Hải Chiều Xe Tải. Đây, hôm nay em xin review một con xe với tải trọng là 2,4 tấn. Con này thì giá thành gọi là bình dân trong dòng xe tải 2,4 tấn. Đây là con Dắt L250. Thì con này á thì nó có là thùng bạc là dài 4,3 m. Đó, con này thì giá thành của nó hiện tại là 395 triệu giá xe thùng chưa lăn bánh. Đây, trước mặt đây là con Dắt L250. Con này thì là được là con xe mới về showroom em hôm kia, nhưng mà hôm nay là để đưa em đi bấm số cho một khách hàng ở dưới Bến Tre. Đây, rất là đẹp, đầu cabin là bầu, không được vuông cho thằng Dắt N200 hoặc là Dắt N350. Con này bình dân nên chữ Dắt thì mẹ chrome bạc. Đây. Đây, rất là đẹp. Đèn nè, đèn này đèn halogen nè, thiết kế luôn là đèn xi nhan, rất là đẹp luôn. Đó, có cái nè, đây là cái kệ nè, làm bằng inox, chỗ lưới tản nhiệt đó, làm rộng này. Đây, thì con này thì nó không có cái đèn cụm đèn sương mờ ở dưới. Thùng đây là con này là thùng bạc. Cỡ lớp là 716 lớp Kasumina. Em xin giới thiệu sơ về nội thất trong con xe nhé. Đây, con này thì giá cả bình dân nhưng mà nó vẫn có là kính chỉnh điện nè, kính chỉnh điện đó. Đó, ghế là đặt lại bằng ghế nãy, 3 chỗ ngồi. Đây, vô lăng 3 cháu, đồng hồ nè, cũng có đồng hồ km vòng tua, đồng hồ kết nước, đồng hồ nhiên liệu. Một số là 5 số tiến và một số lùi. Em đi sơ tổng quan về con này. Thì con này thì cũng có là cửa sổ trời. Đó, rất là đẹp. Thì nó không được cái gọi là full option như thằng Dắt N200. Đó, rất là hot luôn. Bình nhiên liệu nè, bằng kim loại này. Cầu xe lớn, Jeep 2 tầng này đó. Nói chung là giúp các máy tài là chạy. Xe này là rất, nói chung là giá cả này là rất là hợp lý cho các máy tài mà muốn kiếm một con xe 2,4 tấn mà thùng dài. Đây, con này thì cũng là 6 lớp bằng nhau nên rất là lợi, chạy những cái đường đèo dốc thì rất là bám đường. Đó, đây, tổng thể. Em ra mở em anh cái cabin xem á, để anh cho mọi người xem cái máy của nó. Em giới thiệu cái phần động cơ xe. Đây là động cơ Isuzu 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Đây, rất là đẹp và mạnh mẽ đó. Thì bác tài nào mà muốn quan tâm tới cái dòng xe tải mà gọi là vừa là bình dân mà có thể là hợp với túi tiền của mình, thì bác tài hãy liên hệ với số điện thoại em để bên dưới màn hình,
và hãy coi video và thấy thích đó, rồi cho để lại cho em một like đi, một like kênh để em có thể là ra những video tiếp theo. Nói chung là bên em thì có rất làm tất cả các thủ tục cho bác, về như mua tiền mặt mà mua trả góp. Thì nếu mà như bác ta nào mà muốn mua trả góp á, chỉ cần là đưa là tầm khoảng là 80 triệu là có thể làm được xe đó. Nên nói chung là con xe này thì nói chung là vừa rẻ mà vừa rẻ nè, vừa hợp túi tiền nè, tiết kiệm nhiên liệu nè, đó, vừa bình dân đó. Thôi em xin kết thúc clip ở đây, em xin chào các bác tài và chúc các bác tài một ngày làm việc thật là vui vẻ.